Vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh bán hàng, chợ dụng cụ và đồ nghề Nhật Bãi. Hôm nay mình về một món hàng hết sức đặc biệt so với mọi khi ha. Đó là một bộ nồi bếp bao gồm có tất cả là 6 món của Đức nha, của Đức. Thì hàng của Đức thì anh em biết là nó chất lượng của nó về, nếu mà nó về dòng đồ bếp thì nó gần như là nó là hàng đầu rồi. Đấy, nói về hàng của Đức thì nó là gần như hàng đầu rồi. Đấy, thì hôm nay mình về được một cái bộ nồi này. Thì bộ nồi này hết sức đa năng nha. Nó vừa xài nè, trên đây nó vừa ghi chú nè, nó xài cho bếp kính được nè, cho bếp từ được, cho bếp hồng ngoại được nè, cho bếp ga được nè, cho bếp từ được nè. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó. Thì ở hôm nay mình có tất cả là 6 món. Thì mình sẽ nói từng món nha. Món thứ nhất, đó là một cái mã sản phẩm của nó là của cái anh em có thể tra cái thông tin của nó cũng rất là dễ dàng thôi. Thứ nhất là anh em bấm lên mạng, anh em bấm chữ WMF ha. JD04K. Đó thì nó lập tức nó sẽ ra được cái thông tin sản phẩm này. Một cái nồi này tương đương với này. Mình không có cái ký ở đây mình cân cho nên thử ra, nhưng mà nó cũng khá nặng. Cái này là bề rộng đường kính của nó, đường kính, mình nói đường kính trong đi ha. Đường kính trong nó tầm khoảng 20 chiều sâu nó khoảng 9 ha. 9 cm, ở trong đây là nó liền luôn ha anh em. Đấy, nó liền luôn. Liền luôn ha. Cái đáy của nó thì nó dày lắm nha anh em. Cái đáy nó dày lắm. Đó, thì cái mã sản phẩm đầu tiên của nó là JD04K. Rồi. Đó, một cái nồi. Thì cái nồi này nó tương đương với lại cái nắp này của nó nè. Đó, cái nắp của nó ha, là một cái nắp kính. Đó, hình thức như thế này. Đây. Rồi, món thứ nhất. Rồi, món thứ hai này. Món thứ hai đó là một cái nồi cầm tay. Đó, cầm tay dài. Đây, nó còn cái vỏ bọc của nó đi kèm luôn ha. Hàng này là hàng lâu kho. Hàng lâu kho nên hình thử ra nó hơi bụi, hơi bẩn một tí xíu nha. Cái này chịu khó về nhà lau sơ thôi. Tại vì đồ bếp thì hàng nó về á, thì nhìn nó khi lưu kho lâu quá nó bụi ha. Đó, mã số 2. Đó là một cái WMF. Mã sản phẩm của nó là JD06K nha. JD06K. Đó. Ở trên đây nó có cái mộc của nó luôn nha anh em. Trên cái thân nồi á, cái tay cầm, đó, bề rộng đường kính trong của nó tầm khoảng 16 ha. Đó là 16. Chiều cao của nó cũng tầm khoảng 8 ha. Đó, 8. Thì cái nắp của nó đi kèm với nó là cái nắp này nha. Đó, đi kèm với nó là cái nắp này. Đó, cái nắp này thì nó có thể xài cho ba cái nồi. Đó, anh em thấy không? Cái nồi này và cái này ha. Đó, nó dùng chung ba nắp, nhưng mà hiện tại mình có hai cái nắp rồi. Đó, hai cái nắp dùng chung cho cái này. Hai cái nắp ba cái nồi. Đó thì nó dùng chung thay phiên nhau dùng ha. Cái này tay cầm của nó làm cũng hoàn chắc, mà chất liệu nó cũng giống như thằng này thôi. Đó ha. Đó, cách nhiệt cho anh em. Đó. Rồi. Bộ số 3. Cái này nó còn nằm trong cái vỏ bọc của nó nha anh em. Số 3 là cái này. Mã sản phẩm của nó là JD06K luôn. Đó, JD06K luôn ha. Thông tin sản phẩm là trên đây nó có hết. Trên đây cũng có chữ luôn. Y chang như cái kia thôi. Cái này là hàng lâu kho nên thành thử ra nó hơi bụi bên trong một tí xíu nha anh em. Đó. Mình về mình cũng chưa có thời gian để mình lau đi cho anh em được. Nó bề rộng nó 16 ha. Vậy là hình như là hai cái này là nó chung với nhau nè. Một cái nó có tay cầm, một cái là không ha. Đó, nó hoàn toàn bằng nhau luôn anh em. Đó, nó y chang như nhau thôi, một cái là tay cầm dài, một cái là tay cầm truyền thống ha. Đấy. Hai cái này nó dùng chung cái nắp của nó nha anh em. Đó, nó dùng chung nắp luôn. Rồi. Bộ số 3. Đây, cái này là số 4 nè, số 4 này ha. Số 3 thì với số 4 thì nó y chang nhau, nó chỉ khác mỗi cái tay cầm thôi. Rồi, số 4 nè. Đó là cái nồi lớn ha. Đó, mã sản phẩm của nó ở dưới đáy nồi của nó là FJ06G. Đó, FJ06G ha. Đây, cái nồi này là dạng nồi lớn. Đường kính trong của nó là 24.5 nha. Chiều cao này của nó là 15.5. Đó, 15.5. Cái này thì nó hơi nặng rồi, tại nó lớn rồi ha. Nồi nó bự. Cái nồi này thì nó hơi bị cấn một tí xíu ở bên trong cái lòng này anh em. Đó, nó hơi móp một tí xíu ha. Đó, anh em thấy nè, nó móp một tí xíu bên ngoài nhẹ nha. Cái này nếu mà anh em có thể gò lại cũng được ha. Cái này thôi mình thấy nó móp rồi mình để luôn, còn nếu mà anh em về không thích anh em có thể gõ lại cho nó bằng lại xíu ha. Tại vì đồ bãi về nhiều khi nó hơi va chạm một tí xíu. Cái nồi này thì nó không có lắp nha anh em. Cái nồi này của nó thì nó không có lắp. Đó, nó không có lắp. Cho nên thành thử ra là anh em có thể
xài chung với một cái nắp nào đó ở trong gia đình mình ha. Đó, nếu mà anh em muốn xài thì để mình đo cái đường kính này cho anh em này. Đó, để anh em về biết là mình có cái nắp đó hay không nha. Cái đường kính trong của nó là 24 đó. Đó, nó hơi nhỉnh một tí xíu cũng được. 24 ha. Nó tầm 24. Rồi. Rồi tiếp theo là cái này nha. À, mã sản phẩm của nó là FJ06G luôn. Đó, nhưng mà cái nồi này thì nó nhỏ hơn cái xíu, cái đường kính của nó nhỏ hơn một tí xíu. 20 ha. Cái đường kính của nó là 20 nè. Chiều cao lòng của nó là 11.5. Cái này thì lại xài chung với lại cái nắp của cái số 1 này nha. Đó là hai cái này nó dùng chung nắp với nhau nè. Đó anh em thấy không? Đó hai cái này thì nó dùng chung chung nắp với nhau. Đó, cái số 1 của mình nãy mình giới thiệu là hai cái này dùng chung. Đó. Còn ba cái này thì nó dùng chung nắp với nhau. Đó. Vì vậy cho anh em thấy nè. Ba cái này thì sẽ dùng chung nắp với nhau, còn hai cái này dùng chung nắp với nhau đó, mình chỉ thiếu một cái nắp lớn của cái nồi đó thôi. À. Rồi hôm nay thì mình trong đây thì nó có thêm một cái nó hơi ngoại lai một tí xíu, đó là cái nồi này là của hãng, cũng của Đức luôn, nhưng mà nó của hãng khác nha. Đấy, nó của cái hãng khác. Đó, anh em có thể tra thông tin, lấy thông tin của nó tra đầu vàng ha, ra được hết. Cái nồi này thì nó cao cái đáy của nó 10.5, đường kính của nó 16 thôi, đường kính trong 16 thôi. Đấy, nó xài chung lắp với đằng kia được luôn nha. Đây, nó của cái hãng này nè. Đó, nó của cái hãng này ha. Đây. Đây. Hôm nay mình bán với 6 cái bộ nồi này nè. Đó, mình bán 6 cái bộ nồi này ha. Đó, thì mình bán giá là quên, đi kèm với nó ngày hôm nay hình như nó cái này là để anh em chiên trứng thì phải. Đó là một cái đồ chiên trứng mini. Đó, đồ chiên trứng mini Opla đó, mini ha. Không biết là có phải không ha. Cái này mình không biết anh em nào nếu làm bếp nhiều thì có thể là biết ha. Tại vì mình thấy nó đi kèm. Cho nên đó thì hôm nay anh em nào mua bộ này thì giá của nó là 1.800.000 đồng nha, bao gồm 6 món. Đó, đây là cái thùng của nó nè anh em. Đó, cái thùng nguyên bản của nó ha. Hàng lưu kho nên thành thử ra là nó hơi bụi một tí xíu. Đó, nó có cái thùng giấy của nó đi kèm luôn nha. Đó, thì giá của nó là 1.800.000 nha anh em. Đó, anh em ưu tiên cho anh em là chuyển khoản. À, chuyển khoản thì mình bao ship luôn. Cho nó dễ, mình không nhận ship code nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video ngắn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.